Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, từ đầu đợt dịch COVID-19 thứ tư đến nay, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng công an đã ngày đêm tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch. Qua đó, đã tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, có những vi phạm rất dễ mắc phải mà người dân cần lưu tâm để phòng tránh. Từ ngày 21 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 3 tháng 8 năm 2021, toàn tỉnh Đắk Lắk thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Còn từ ngày 24 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 7 tháng 8 năm 2021, áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Chư Quynh. Thực hiện chủ trương đó, thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Công an tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo toàn lực lượng, vừa phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, đơn vị chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch, vừa tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản hàng trăm trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch, xử phạt hành chính gần 1 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu như không đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông quá số người quy định, đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội. Các cơ sở dịch vụ kinh doanh không thiết yếu, quán ăn, bia, karaoke lén lút mở cửa giữa mùa dịch, đi ra đường tập thể dục hoặc khi không có việc cần thiết, vi phạm chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Lực lượng công an trong tỉnh cũng đã xử lý một số trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên Facebook theo Điều 101 Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ quy định vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội và khởi tố 2 vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo quy định tại Điều 240 Bộ Luật Hình sự. Thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ, quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường các nội dung công tác tuyên truyền về phòng chống dịch theo chỉ thị 16. Qua đó chúng tôi đã triển khai đăng tải được 33 lượt bài viết trên 2 trang Zalo của Ủy ban nhân dân phường và của Công an phường được 209 ý kiến của người dân. Và lực lượng cảnh sát khu vực cũng đã kịp thời trả lời, tư vấn, giải thích, tuyên truyền để người dân hiểu rõ thực hiện chỉ thị 16. Chúng tôi kết hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường để tuyên truyền 12 trên 12 tổ dân phố. Mặt khác, sử dụng xe đô thị lưu động tuyên truyền bằng loa tại các cái khu vực đông dân cư, các cái tuyến phố nhiều người qua lại để người dân đều biết liên quan đến chỉ đạo của thành phố Buôn Ma Thuột trong thực hiện các công việc cấp bách trong phòng chống dịch để người dân có thể nắm bắt, theo dõi và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Mặc dù thời gian qua, Công an phường Tân An đã triển khai rất nhiều các cái biện pháp tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận quần chúng nhân dân là chưa nắm rõ và ý thức rõ chỉ thị 16. Đề nghị bà con nhân dân hết sức chú ý một số cái nội dung trong cái quá trình hoạt động, lưu thông, sinh hoạt hàng ngày để không vi phạm quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Đó là Nghị định 117 về các hành vi thường xuyên hay gặp phổ biến như là ra đường trong trường hợp không cần thiết thì sẽ bị xử phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Đối với hành vi giao tiếp trong phạm vi dưới 2 mét thì cũng sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Đối với hành vi không đeo khẩu trang thì cũng sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng hay không chấp hành quyết định cách ly tại nhà hoặc nơi ở, nơi cư trú thì sẽ bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng trên một trường hợp. Tụ tập từ 3 người trở lên thì sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân. Đối với tổ chức thì sẽ bị xử phạt từ 20 đến 40 triệu đồng. Đối với các cái cơ sở không tạm dừng hoạt động theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố thì sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cơ sở là hộ. Còn đối với tổ chức sẽ bị xử phạt từ 20 đến 40 triệu đồng đối với hành vi này.
Mới đây ở phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, có hàng chục người ra đường đi thể dục buổi sáng vi phạm chỉ thị 16 đã bị xử phạt mỗi người 2 triệu đồng theo khoản 1 điều 12 Nghị định 117 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Dân phường E Tam rất là đông, trong đó là hộ và những nhà trọ đến các hộ từ nơi khác đến tạm trú rất là nhiều. Nay nhá là cả hệ thống chính trị từ trên xuống địa phương, Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tiến hành thực hiện theo chỉ thị 16, giữa là y tế phường, phường đội, công an phối hợp ra quân tuyên truyền nhắc nhở bà con chấp hành theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Chúng tôi tiến hành nhắc nhở, hướng dẫn bà con thực hiện theo 5K của Bộ Y tế, đảm bảo các vấn đề phòng chống dịch. Đa số là bà con chấp hành tốt, còn một số trường hợp là không chấp hành tốt, không thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 117 của Chính phủ. Thì đối với bà con là thường vào mắc vào những cái lỗi sai lầm như đi tập thể dục và ra đường trong trường hợp không cần thiết và không đeo khẩu trang nơi công cộng và tiếp xúc giao tiếp là dưới 2 mét và tụ tập từ 3 người trở lên. Các mức phạt rất là cao nên khuyến cáo bà con chấp hành theo chỉ thị 16 và Nghị định 117, phối hợp chấp hành tốt cùng với các ban ngành đoàn thể để nhanh chóng dập dịch trong thời gian sớm nhất. Các cơ quan ban ngành không muốn để xử phạt bà con, nhưng mà vì lý do bà con không chấp hành nên buộc cơ quan phải xử phạt để cho bà con là chấp hành theo chỉ thị 16 và Nghị định 117. Thì mong bà con chấp hành nghiêm để khỏi phải xử phạt với cái mức phạt cao gây ảnh hưởng đến cái kinh tế của bà con, và đồng thời chúng tôi cũng rất áy náy trong vấn đề xử lý vi phạm hành chính. Tính đến ngày 1 tháng 8 năm 2021, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 225 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cộng đồng trách nhiệm cùng cả hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm quy định 5K và giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để chiến thắng đại dịch COVID-19. Bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cho toàn dân, sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường.